Tin giáo xứ nước vàng Giáo xứ nước vàng khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngày 29 tháng 9 năm 2018, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước đã chủ tế lễ kính tổng lãnh thiên thần Mikae, bổ mạng giáo xứ nước vàng. Và đây cũng là ngày giáo xứ nước vàng mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Đúng 16 giờ 30 cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn, chánh xứ giáo xứ nước vàng, quý cha đồng tế, cùng đông đảo bà con các giới, các hội đoàn cùng các em thiếu nhi theo đoàn trước tiến lên tiền đường nhà thờ trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa. Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của cha cố Giuse Maria Trần Thái Hiến, người đã đặt chân đến vùng đất này thủa hoang sơ trong những ngày cuối năm 1969 và thành lập giáo điểm nước vàng. Đoàn đồng tế dừng lại trước mộ cha cố Đa Minh Phạm Quang Hưng, cha đã 22 năm công khó trong giai đoạn xây dựng và phát triển giáo xứ nước vàng đặt lãng hoa kính viếng. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Du dẫn đưa mọi người đến hình ảnh uy nghi của các tổng lãnh thiên thần Mikael, Gabriel, Raphael, vâng lệnh Thiên Chúa là tôi chung của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người, cố gắng trong sứ mạng, ơn gọi Chúa trao, trung tín và thành tâm sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí đặc biệt, mọi người hiệp lễ sốt sắng cùng hòa trung tâm tình tri ân chúa và các bậc tiền nhân đã biến vùng đất hoang sơ ngày nào trở thành miền đất hứa cho những ai biết tin cậy vào ngài sau phần hiệp lễ đại diện hội đồng mục vụ giáo sứ dâng phép lần tòa thắng tiến lên cha do lê quang tuyến đại diện tư pháp giáo phận phú cường công bố xác lệnh của tòa ân giải tối cao sau đó đức cha du xe trao bản văn cho cha vân sơn nguyễn minh tuấn trong tràng pháo tay của Cộng đoàn Sau đó, vị đại diện hội đồng mục vụ giáo sứ nước vàng Chân thành cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý ân nhân, những người xây dựng, quản đại với giáo sứ trong 50 năm qua Đức Cha Du Xe bày tỏ sự vui mừng khi đến với giáo sứ nước vàng Trong dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo sứ Trong dịp lễ kính tổng lãnh các thiên thần <laughs>